Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Hôm nay rất vui mừng chia sẻ với các bạn một cái căn nhà vừa mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Nam ở Nga Sơn, Thanh Hóa. Để sau khi đơn vị chúng tôi chuyển phát nhanh hồ sơ thiết kế cho anh từ tháng 4, bây giờ anh đã hoàn thiện và gửi video hoàn thiện căn nhà cho chúng tôi. Thì các anh chị xem đây những cái phần chúng tôi làm việc, thì đây chúng tôi ship bản vẽ về nhà, thì hôm trước hôm sau anh nhận được luôn, thì anh còn nói là nhanh quá anh này. Đấy. Và trong quá trình chúng tôi gửi cả file PDF cho anh. Và trong quá trình làm thép thì anh có chụp ảnh của công trình chúng tôi hỗ trợ. Đây, trong quá trình anh làm anh có chụp ảnh ngôi nhà này, cam này và các phần chat. Và ngày mùng 3 tháng 10 thì anh gửi lại những cái hình ảnh chat thực tế của công trình. Đây các anh chị nhìn, đấy, chat hoàn thiện. Và đây là cái video nhà, đấy, phần thu các anh chị nhé. Thì hôm nay chúng tôi rất là vui mừng chia sẻ cho các anh chị toàn bộ cái không gian ngôi nhà đẹp mà anh đã xong và hoàn thiện, chính tay anh Nam quay video cho chúng tôi để cho tất cả các quý khán giả để theo dõi. Mời các anh chị chúng ta sẽ xem cái video thực tế mà anh Nam quay gửi cho chúng tôi để cho tất cả các quý khán giả theo dõi được ngôi nhà hoàn thiện. Cảm ơn tất cả các anh chị, mời anh chị chúng ta tiếp tục theo dõi video. Đây là công trình nhà thiết kế bên anh. Cái cổng tường rào này thì đang đợi thợ sơn với thợ điện lắp mấy cái bóng điện. Đó. Đây là khu vực sân trước. Còn tất cả xong, còn có mỗi hai cái cột cổng này thì là chưa hoàn thành. Khoảng có một khoảng sân nhỏ ở phía trước. Là tổng thể nhà nhìn từ phía trước lên này. Cái chỗ bếp mà em có sửa cho bản thiết kế một chút. Mới xong này cũng đồ cũng chưa gọn gàng. Ở xung quanh nhà thì có một cái ngõ đi, ngõ nhỏ có thể đi vòng xung quanh nhà. Đây, quay cho mọi người xem. Đây, có một lối đi thoải mái xung quanh nhà, đằng sau nhà đó. Chuyển về mặt bên trong. Này, mới hoàn thiện đang còn hơi bụi. Đây, bước vào trong thì phòng thờ là ở giữa, khu vực kệ tivi các thứ ở đây. Đây là khu phòng khách. Đấy, rất nhiều cửa sổ, hai cửa sổ rất to nên là có rất nhiều ánh sáng có thể lọt vào khu trong nhà. Đây, đây là khu phòng khách. Đây là khu phòng thờ. Phòng thờ rất rộng, thoải mái. Còn đây là phòng ngủ vừa đầu. Thì phòng này thì em chưa lên nội thất gì hết. Mà đang để phòng trống không. Hai cửa sổ đằng sau. Sau là sẽ đặt một cái giường ở đây. Có hai cửa sổ nhỏ và cũng có một cái cửa sổ to. Đấy, có rất nhiều ánh sáng là sẽ ở trong phòng. Phòng này rất rộng, nhìn cũng không rộng quá mà cũng không nhỏ quá, rất chưa là vừa tầm. Là phòng thứ nhất. Trên là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này thì cũng y hệt như phòng thứ nhất thôi, không có gì gọi là khác cả. Đây, phòng của mẹ thì đã lên một chút đồ cơ bản rồi. Đây là phòng thứ nhất, phòng thứ hai thì như nhau. Còn phòng ngủ thứ ba, thì cũng có một cửa sổ to ở đây, nhìn là phía trước nhà.
Đây là khu phòng học, ba phòng của thằng Uê. Thì phòng này là khoảng 12-13 mét vuông gì đó, rất chi là thoải mái. Đó, và tiếp theo là khu B, khu gian sau. Đây. Nhìn từ xa là dễ nhìn nhất này. Đó. Đây là hai nhà vệ sinh. Phòng thứ nhất, hai phòng. Một phòng, hai phòng. Em muốn em lát gạch màu tối nhìn nó sang trọng hơn so với gạch trắng. Còn đằng sau này có một khu, này, khu này thì để khu máy giặt ngoài này, à, rửa bát các thứ, phơi quần áo ngoài đây, rất chi là rộng rãi và thoải mái. Đấy, chỗ đồ này thì chưa xếp gọn gàng được. Đấy, thông với cái lối đi lúc nãy. Đấy, lối đi phía sau nhà đây. Lúc đầu nhận bản thiết kế thì có thể nhỏ, nhưng mà sau khi làm xong thì thấy nó to quá. Còn khu này là bếp. Bếp thì so với bản thiết kế thì bên em thì có thu nhỏ lại một chút. Đây là khu bếp. Còn nhiều xa đó, tủ bếp cũng chưa lắp được. Đây có một cửa sơ nhỏ thôi. Và phía bên hông ngoài này thì cũng có một cái lối đi. Lối đi nhỏ đằng sau đây. Nhưng mà lỗ này không thông được hết. Đó. Và quay lại tổng thể ngôi nhà phía trước. Có một khoảng vườn. Sân rất chi là rộng và thoải mái. Quay để em quay nhìn từ góc bên hông nhà. Đây, góc này. Cái tường rào thì mới lắp thì nó đang phải gia cố. Đấy, nhà mái Thái. Sơn thì rất chi là đơn giản thôi, không có màu mè lè lẹt nhiều. Để với góc nhìn từ phía sau. Ở sau nhà đó, tường này chỉ có sơn để trắng hết thôi, cũng không sơn màu mè lè lẹt gì cả, đơn giản nhưng mà rất chi là đẹp. Đó, cột cổng này thì em có lắp mấy cái đèn rào thì buổi tối là bật rất sáng. Đó. Lối đi này thì em cũng đã làm lại, mở rộng thêm. Rộng này tầm khoảng 5 mét. Quay lại tổng thể thêm một lần nữa. Chị thấy em bên đơn vị công ty thiết kế xây dựng của công ty thiết kế Nhật Hàm Green, sau khi thiết kế xây dựng cho chị cái căn nhà như này rồi thì chị cảm nhận thế nào khi chị vào? Tôi rất là hài lòng luôn, vì trước khi mà gia đình tôi làm cái nhà này tôi cũng không nghĩ là làm kiểu gì cho đẹp được. Vâng. Thế là các cháu mà bây giờ mẹ đời người mới làm cái nhà, cố gắng mà thuê các chú làm thiết kế cho, đúng là từ cơ thiết kế xong cái nhà đúng là tôi thấy thoải mái luôn. Thế đến lúc chị nghĩ là làm, mà nếu mà theo như mình mà làm không có thiết kế thì vào nhà sợ nó chật. Vâng. Không đẹp, nhưng mà như vậy làm vậy là công nhận thoáng mà đẹp thật đấy. Vâng. Hết ý là đẹp luôn, nhưng là xứng đáng. Vâng.
Nghĩa là mình bỏ ra cái đồng tiền đấy, thiết kế cái rất là vâng, tốt cho gia đình. Tốt mà vâng. Ai cũng đến cũng xem mà mình thấy nó cũng hợp lý mà. Vâng. Mà đẹp thật, đúng là lúc mà làm xong cái nhà là nghĩ vâng. Là đúng là công nhận là mất đồng tiền thật nhưng mà mình nó xứng đáng luôn. Thế trong quá trình thi công thì các bác thợ cứ học là họ hàng anh em cứ đến họ thay đổi nó, thay đổi cái kia đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh chị rất là kiên định vẫn cứ giữ nguyên theo thiết kế thì để được cái không gian nhà nó rất là đẹp như này. Đã thuê các chú vâng. Cố gắng theo thiết kế như vậy. Vâng. Thế thì bây giờ nếu mà chị có một cái lời khuyên cho tất cả các cô các bác anh chị mà xem được video này mà muốn xây nhà thì có nên đặt thiết kế không ạ? Có chứ, tôi nên động viên mọi người, những sau này mà ai mà có ra điều kiện ra, như gia đình nhà tôi đấy là tôi nghĩ là tôi nên động viên mọi người là cố gắng thuê các chú thiết kế bên làm kỹ sư về làm như này là đúng được như ý luôn. Đấy, như tôi ngày xưa tôi cũng mơ ước mà, tôi mơ ước đúng là như vậy là được như ý của tôi như này là tôi mong là mọi người là cố gắng là thuê các đoàn thợ thiết kế người ta thiết kế mà làm như này nó được như ý của mình, đẹp lắm, tôi thấy thích. Rồi, em cảm ơn chị. Thì cũng qua video này kính chúc anh chị và đại gia đình mình luôn mạnh khỏe hạnh phúc và cũng cảm ơn anh chị đã tin tưởng công ty thiết kế nhà đẹp Green và tin tưởng đội ngũ kiến trúc sư nhà đẹp Green thì em chân thành cảm ơn chị. Cảm ơn chú các chú nhé. Cảm ơn chị. Anh thấy là khi có bản vẽ thì anh ở trong cái không gian phòng với tất cả thì ánh sáng như nào anh? Ánh sáng thì nói là vừa đẹp, không có vì cái thiếu ánh sáng. Vâng. Rồi cái chi phí mà khi mình có bản vẽ rồi cái chi phí phát sinh nó có nhiều không anh? Hay là không có phát sinh? Phát sinh thì không, hình như là không có phát sinh là bao. Rồi, ok. Thì vừa rồi đây là những cái anh tâm sự, bây giờ em hỏi anh một câu nữa. Nếu mà như tất cả các bạn đang ở Phú Cát, Quốc Oai mà đang cần xây nhà thì anh khuyên các bạn ấy một điều gì? Thế nếu như mà theo mình thì nếu như mình mà là có chương trình đường làm nhà là mình nên có một cái bản vẽ để giữa mình với thợ là không bao giờ phải là phát sinh cái nọ cái kia. Rất là mãn nguyện là cái bản thiết kế của các cháu. Rất là cảm ơn anh em công ty vợ đã thiết kế cho tôi xây được căn nhà này. Vâng. Trong khi mới được bận rộn nhưng mà tôi thấy là thiết kế là rất là thoáng đãng, vâng. Không gò bó, nên là các phòng ngủ hay là phòng khách cứ là đều thông thoáng. Chị rất là cảm ơn nhà thiết kế đã thiết kế cho chị một cái nhà rất là ưng ý và rất là ấy ạ, rất là đẹp ạ. Ngoài cái việc ưng ý là đẹp rồi thì khi mà có hồ sơ bản vẽ đấy thì chị Thu thấy là thợ làm như nào, khi có hồ sơ bản vẽ thì có tiện lợi không ạ? Nói chung là nhà chị làm theo bản vẽ hết, cứ đến đâu là thợ cứ mở bản vẽ ra xem, cho nên nhiều khi rất là tiện lợi và kể cả nhiều khi đi vào hoàn thiện mà mọi thứ mình sử dụng nó đều là ưng hết ạ. Gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả anh em mà thiết kế ngôi nhà đẹp đã giúp đỡ thi công cho gia đình nhà chúng tôi được một cái ngôi nhà rất là đẹp. Cho nên là gia đình chúng tôi đến thời điểm này là rất hài lòng. Thứ nhất là cái công năng mà sử dụng rất là tốt. Thứ là cái phòng ngủ này, phòng khách, phòng thờ, nhà ăn. Sau đó là thềm bậc ra ngoài thì nó rất hài hòa. Đấy là cái tâm niệm của chúng tôi thầy. Các đồng chí ở trong cái kiến trúc sư đã thực hiện đúng được cái tâm niệm của chúng tôi. Với tôi là Green làm là tốt. Em chào anh Hải nhé. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế của nhà đẹp Green. Thì qua cái công trình vừa rồi thì giờ nó đã hoàn thiện xong, anh đã ở. Thì giờ cái cảm nhận của anh về cái không gian nhà khi có bản vẽ thiết kế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì anh cảm nhận cái không gian ở thế nào? Nói chung là hợp lý, thoáng đãng và bố cục rồi công năng rồi nói chung mọi cái không gian rồi cửa đảng rồi mọi cái nói chung là tốt. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ về không gian rất là tốt đúng không ạ? Thì nếu mà anh có cái chia sẻ về cái bạn chuẩn bị xây nhà thì anh có những cái chia sẻ như nào cho các bạn? Thì nếu như các bạn xây nhà thì cũng nên là thuê một nhà thiết kế. Với tôi là Green làm là tốt.